Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Bản tin ngày hôm nay thứ 6 ngày 5 tháng 7 năm 2013 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổng điều tra và kiểm kê rừng toàn quốc, đồng thời sẽ xem xét việc có cần thiết phải thành lập lực lượng cảnh sát rừng hay không. Hà Nội đang lên phương án tăng một loạt các dịch vụ y tế. Điều này đang gây ra những ý kiến trái chiều, nhất là khi chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tình hình mại dâm nam đang diễn biến ngày càng phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, nổi lên làn sóng thanh niên Tây Ban Nha đua nhau học lên cao để kiếm việc làm. Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt từ công nghệ chụp X-quang. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, nhu cầu tiêu thụ điện toàn hệ thống tháng 7 năm 2013 tăng 11,61% so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, theo EVN, việc cung ứng điện trong tháng 7 cơ bản được đảm bảo và không phải thực hiện tiết giảm nếu không có diễn biến bất thường. Theo đó, số kWh dự kiến sẽ tăng khoảng 11,897 tỷ kWh. Cũng theo EVN, việc cung ứng điện trong tháng 7 tại khu vực miền Nam sẽ gặp khó khăn do giảm cung cấp khí phát điện để bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ đường ống, làm giảm sản lượng của các nhà máy điện turbin khí tại miền Nam. Ngoài ra, các nhà máy thủy điện tại miền Nam giảm sản lượng do mực nước tại nhiều hồ chứa thấp và chưa có dấu hiệu lũ về. Để đáp ứng đủ nhu cầu điện tại miền Nam nói riêng và toàn hệ thống, EVN cho biết các nhà máy nhiệt điện than sẽ được huy động tối đa khi cần huy động cả chạy dầu DO. Theo báo cáo của EVN, trong tháng 7, dự kiến có 6 tổ máy phát điện mới được đưa vào vận hành với tổng công suất 213,5 MW, bao gồm tổ máy 1 thủy điện Sông Bạc, tổ máy 2 thủy điện Khe Bố, tổ máy 1 thủy điện Tà Thàng, tổ máy 1 thủy điện Văn Chấn, tổ máy 1 thủy điện Đam Pri, tổ máy 1 thủy điện Đồng Nai 2. Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã hoàn thành lắp đặt 13 trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp lấp đầy trên 50% diện tích. Dự án có tổng kinh phí hơn 77 tỷ đồng, được tỉnh triển khai từ năm 2012. Các trang thiết bị của các trạm quan trắc đều được nhập khẩu từ Đức. Theo đó, các khu công nghiệp được lắp đặt trạm quan trắc bao gồm Bầu Xéo, Sông Mây, Hố Nai, huyện Trảng Bom, Amata, Loteco, Biên Hòa 2, Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Sundadeji, Gò Dầu, huyện Long Thành, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch 3 và Dệt May Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, các trạm quan trắc này sẽ truyền dữ liệu thường xuyên về Sở, qua đó giúp Sở phát hiện kịp thời những khu công nghiệp xử lý nước thải chưa đạt quy chuẩn. Đồng Nai hiện có 27 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng lượng nước thải khoảng 70.000 mét khối một ngày, trong đó có 25 khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 17 khu công nghiệp được lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, 3 khu công nghiệp có trạm quan trắc không khí, 2 trạm cố định và 1 trạm di động. Sẽ tổng điều tra và kiểm kê rừng toàn quốc, đồng thời sẽ xem xét việc có cần thiết phải thành lập lực lượng cảnh sát rừng hay không để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đây là chỉ đạo vừa được Văn phòng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhằm kiểm kê, đánh giá thực trạng rừng và có những biện pháp bảo vệ phù hợp. Theo đó, đây là những nội dung quan trọng trong văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc, cũng như hoàn chỉnh đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động kiểm lâm, báo cáo Ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có nhiệm vụ nâng cao chất lượng cả 3 loại rừng đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất, đảm bảo đa dạng sinh học, chủ trì, phối hợp với các bộ ngành đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương việc thực hiện trồng bù rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp, bảo đảm đa dạng sinh học, chủ trì phối hợp với các bộ ngành đôn đốc chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Thời gian gần đây, Bộ Công an và Giao thông Vận tải đã liên tục mở các đợt cao điểm rầm rộ xử lý xe quá khổ quá tải trên các tuyến quốc lộ và được dư luận đồng tình đánh giá cao. Thế nhưng, có một thực tế rất đáng lo ngại, nhiều xe quá khổ quá tải lưu thông trên quốc lộ 1 có tổng chiều dài quãng đường lưu thông dài hàng nghìn km vẫn có thể dễ dàng thoát qua hàng chục trạm cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố. Một số lái xe tải khẳng định vì được cảnh sát giao thông một số tỉnh, thành phố châm trước tạo điều kiện cho lưu thông.
Đây là hai chiếc xe tải được trạm cảnh sát giao thông 15, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An dừng ngẫu nhiên trên tuyến quốc lộ 1 để kiểm tra tải trọng. Khi đưa vào trạm cân tư nhân ven đường, cả hai phương tiện đều chở vượt quá tải rất nhiều lần so với quy định. Chiếc xe tải 88C02398 trọng tải cho phép có 18 tấn. Vậy nhưng khi cân kiểm tra là 42 tấn, tức là vượt quá hơn 100% trọng tải quy định. Số lượng cân thì tôi chỉ biết là quá tải bởi vì mình không có số lượng cân chờ đầu trong. Nên là quá tải là tôi biết là quá tải rồi. Và bây giờ vừa mới cân của trạm công an giao thông đây thì tôi cũng chưa nắm rõ số phiếu cân lắm bởi vì là hai anh em lái xe thì ông kia ông ấy phiếu cân thôi. Chiếc xe này chở hàng từ miền Nam ra Bắc, có nghĩa là đã lưu thông qua ít nhất 15 tỉnh, thành phố dọc tuyến quốc lộ 1. Lý do vượt qua được các trạm, tổ tuần tra cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải thì lại khá hồi hài. Các anh cũng có kiểm tra về lỗi quá khổ quá tải nhưng vì là em đã có một cái vì tôi đã có một cái biên bản quá tải Yên Bái chưa xử lý được nên là các anh cũng có tạo điều kiện là lập lỗi nhỏ và cho đi. Thì em trải qua như lúc là đúng ngay giờ họ ăn cơm bữa trưa đấy là bữa sáng đấy thì em thoát được. Đáng lo ngại, rất nhiều xe chở quá khổ quá tải từ Bắc vào Nam và ngược lại, quả thực tế đều không còn giấy tờ liên quan tới phương tiện, người lái nhưng vẫn được lưu thông chót lọt một cách khó hiểu. Nói chung là tôi cũng trình bày bởi vì là thực ra thì xe không còn một giấy tờ nữa, đều xử lý hết cả rồi. Bởi vì là xe của công ty chúng tôi đã nằm chở hàng quá lâu nên không kịp ra xử lý biên bản. Nếu mà hàng nó hai chiều nó thông suốt thì chúng tôi có thể ra vào và xử lý biên bản đúng hẹn. Nhưng vì lý do là không có hàng ra là nằm chờ lâu quá, đâm là để biên bản quá hạn quá nhiều nên là xe không còn giấy tờ gì. Đường xá bây giờ xăng dầu nó lên nhưng mà vật giá cái gì nó không lên hết mà đi đúng tải thì công ty họ cũng có. Rồi giờ mình lái thuê thì giờ buộc phải trải thôi. Chờ có nói gì được đâu. Cuộc sống mưu sinh mà nên cũng phải trải. Biết là biết lỗi nhưng mà cũng phải biết trải. Cho nên làm sao bây giờ. Điểm hạ tải của trạm cảnh sát giao thông 15. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An tại thời điểm phóng viên VTC14 có mặt, chỉ duy nhất có đúng hai xe quá tải vừa bị tạm giữ. Một con số đáng ngạc nhiên khi đây đang là đợt cao điểm, đơn vị này xử lý xe quá khổ quá tải. Có hay không, việc Cảnh sát Giao thông một số tỉnh, thành phố dọc tuyến quốc lộ 1 tạo điều kiện cho xe quá khổ quá tải hoạt động như lời một lái xe khẳng định thì sẽ vẫn là một dấu hỏi lớn dành cho các cơ quan quản lý. Còn một thực tế đang diễn ra không thể thuyết phục hơn, đó là tuyến quốc lộ 1 đang bị băm nát và trở thành cung đường tử thần cho bất kỳ người và phương tiện nào. Chuyển sang một số thông tin về y tế đáng chú ý. Dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 tới, giá của hơn 800 dịch vụ tại các cơ sở y tế công lập của Hà Nội sẽ được điều chỉnh tăng tới mức 75% so với khung tối đa do Liên Bộ Y tế Tài chính ban hành. Và cho tới thời điểm này, thì các bệnh viện đều đã tiến hành thực hiện nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại với thực trạng lượng bệnh nhân đông như hiện nay, thì việc đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng người bệnh vẫn rất khó có thể đạt được. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội. 10 giờ sáng, dù không còn là thời điểm đông nhất, nhưng hầu hết các phòng khám của Bệnh viện Sanh Pôn vẫn chật kín người. Đã có người phải chờ đợi ở đây từ tờ mờ sáng, nhưng vẫn chưa đến lượt khám. Thêm bác sĩ nhân viên, thêm phòng, chứ bây giờ để dân lâu quá. Mà chúng tôi biết là bác sĩ cũng quá tải, chúng tôi cũng quá tải. Mỗi ngày, trung bình một bác sĩ ở đây phải khám đến gần 100 bệnh nhân. Và tất nhiên, họ sẽ không thể có nhiều thời gian dành cho mỗi người bệnh. Trong ngày một ngày đông nhất thì mình có thể khám đến 80 đến 90 bệnh nhân. Ra thì đúng là cũng có một cái áp lực chút nhưng mà cái là người bệnh thì người ta cũng không có thời gian để được tư vấn nhiều ấy. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mới đây Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại các bệnh viện. Theo đó, từ 7 bước khám chữa bệnh ban đầu, giờ rút xuống còn từ 3 đến 4 bước cơ bản, giảm thời gian khám xuống từ 2 đến 4 giờ. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều bệnh viện, đi khám bệnh vẫn phải chờ hàng tiếng đồng hồ, thậm chí từ ngày này qua ngày khác. Vì sao? Là vì đến đây là bị cái thủ tục gửi bạ này, gửi sổ phiếu này,
sau khi đó lại lấy phiếu để khám nghiệm, đúng là cái thời gian nữa kiếm mất đến 2/3 cái thời gian mà đi. Thế đến lúc đến thì lại hết mất cái giờ thử máu, lại phải đến hôm sau. Dự kiến hơn 800 dịch vụ khám chữa bệnh sẽ được điều chỉnh tại các cơ sở y tế công lập của Hà Nội bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 tới. Mức điều chỉnh sẽ bằng 75% so với trần quy định của thông tư 04 do Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, các cơ sở y tế phải dành tối thiểu 15% số thu từ dịch vụ khám bệnh để nâng cấp, mở rộng khu khám bệnh. Tuy nhiên, khi thời điểm điều chỉnh viện phí mới sắp được áp dụng, thì vấn đề này vẫn đang trở thành thách thức đối với nhiều bệnh viện. Thực tế là bệnh nhân hiện nay đến khám vẫn đông, cơ sở vật chất thì cũng đang trong giai đoạn được. Thứ ba là giá tiền điện nước tất cả sinh hoạt mà trong cái cấu thành của giá 04 thực ra mới là trong 7 cái thành phần phải cấu thành thì hiện nay ta mới áp dụng cho 3 thành phần cấu thành. Vì thế cho nên là thực ra là nếu mà nói là có thêm tiền nhưng cũng vẫn chưa đủ theo cái đúng mức của nó. Và vì thế là nhiều cái mà chúng tôi cũng phải hết sức là tiết kiệm. Cũng theo kết quả khảo sát ban đầu, có tới gần 60% người dân được hỏi đồng ý tăng giá viện phí nhưng phải tăng chất lượng dịch vụ y tế. Nhưng khi mức giá thì đã ấn định mà công tác chuẩn bị để đảm bảo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân vẫn chưa hoàn tất thì khó để làm hài lòng người bệnh. Thừa cân béo phì đang gia tăng và trở thành một vấn đề sức khỏe ở Việt Nam. Đáng báo động, tỷ lệ béo phì ở trẻ em Hà Nội cũng đang có chiều hướng tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của thế hệ tương lai của đất nước. Theo một nghiên cứu mới đây của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hiện nay chúng ta đang ở ngưỡng bước vào giai đoạn tăng nhanh tỷ lệ thừa cân, béo phì. Tình trạng này chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội, với tỷ lệ 10% trẻ em béo phì. Đáng ngại, theo dự báo của các chuyên gia, số trẻ em béo phì vẫn tiếp tục tăng cao trong 10 năm tới. Nghiên cứu này cũng chỉ ra thức ăn nhanh là sở thích chung của tất cả những trẻ em béo phì. Trong khi đó, những đứa trẻ bình thường ăn ít thực phẩm này nên sức khỏe phát triển ổn định. Từ đó, các nhà khoa học đã đi đến kết luận về việc cân bằng hàm lượng calo và hạn chế thức ăn nhanh, thường xuyên luyện tập sẽ giúp trẻ tránh xa béo phì và hạn chế những căn bệnh phát sinh khi trưởng thành. Theo số liệu mới nhất của Văn phòng Dự án Chống dại thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tính đến hết tháng 6, cả nước đã ghi nhận 46 trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn của 16 tỉnh, thành phố. Các trường hợp tử vong chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Nghệ An 7 ca, Yên Bái 6 ca, Phú Thọ 5 ca, Sơn La 5 ca, Hòa Bình 5 ca. Các ca tử vong 100% do chó cắn hoặc có tiền sử tiếp xúc với chó. 100% trường hợp tử vong không đi tiêm phòng vaccine phòng dại. Nguyên nhân không đi tiêm phòng chủ yếu là do người dân chủ quan cho rằng chó nhà là chó lành nên không cần tiêm. Theo Bộ Y tế, năm 2012, bệnh dại đứng đầu với số ca tử vong trong số các bệnh truyền nhiễm với 98 trường hợp. Trong khi đó, đây vẫn là căn bệnh bị lãng quên trong cộng đồng. Bệnh dại bùng phát mạnh nhất là vào mùa hè và khi đã phát bệnh thì tỷ lệ tử vong là 100%. Phương pháp phòng chống bệnh dại tối ưu nhất là tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo. Và người bị chó cắn thì phải đi tiêm phòng dại. Cúm AH1N1 hiện đang bùng phát ở nhiều nơi và gây ra 10 trường hợp tử vong từ đầu năm đến nay. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, loại cúm nguy hiểm này đang có nguy cơ bùng phát diện rộng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo gần đây của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho thấy có đến 50% các ca bệnh cúm là nhiễm virus H1N1. Trong khi đó, năm 2012, tỷ lệ này chỉ là 1%. Trong tháng 6 vừa qua, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện nhiều ca cúm H1N1 hơn các vùng khác, trong đó có 6 trường hợp tử vong ở các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp và Bến Tre. Theo các chuyên gia dịch tễ học, cúm AH1N1 lây lan từ người sang người qua nước bọt, dịch nhầy khi hắt hơi, sổ mũi hoặc do sờ cầm vào vật có chứa virus rồi lại đưa lên miệng, mắt, mũi. Các bác sĩ cho biết, một người bị nhiễm virus qua 2 đến 7 ngày sẽ phát bệnh. Nhưng trước đó một ngày đã có thể phát tán virus ra xung quanh, vì thế rất khó phòng tránh. Các trường hợp bệnh nặng hoặc tử vong do cúm AH1N1, phần lớn là người có hệ miễn dịch kém như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người bị bệnh mãn tính. Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo những đối tượng này rất cần tiêm phòng vaccine phòng cúm. Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến tình trạng bùng phát tệ nạn mại dâm nam tại thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn. Các cơ quan chức năng cũng thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt hơn để chấn áp tệ nạn này. Tuy nhiên, các hoạt động mại dâm nam vẫn đang tồn tại và đang ngày càng gia tăng theo chiều hướng phức tạp. Phóng sự do phóng viên VTC14 thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Mại dâm nam,
Đó là vấn đề đã tồn tại nhiều năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng gần đây nhiều người mới biết đến. Cũng giống như nhiều cư dân Sài Gòn, cô gái này biết rất rành rẽ về mại dâm nam ở đây. Phố Bùi Viện hay còn gọi là phố Tây ở quận 1, đêm nào cũng đông đúc. Những người thanh niên da đen ngoại quốc hay tụ tập ở quanh khu vực này để hành nghề. Người đàn ông này nói anh ta sang đây để đá bóng, nhưng khi hỏi đến chuyện bán dâm, anh ta sẵn sàng với giá vài trăm nghìn. Nếu trước đây hình ảnh về những thanh niên da đen lang thang trên đường phố Sài Gòn khiến người ta nghĩ đến chuyện quậy phá mất an ninh, thì giờ cũng hình đó người ta nghĩ đến mại dâm, bởi đa phần người ngoại quốc hiện đang tham gia bán dâm nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đến từ các nước châu Phi. Không khó để thấy những hình ảnh này. Một cuộc mặc cả, và điểm đến cuối cùng là các khách sạn, nhà nghỉ. Khách có nhu cầu mua dâm là phụ nữ và các thanh niên nam đồng tính. Đối tượng bán dâm nam ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đa dạng và có nhiều chiêu thức để qua mắt các cơ quan chức năng. Cơ sở này có hình thức một công ty trách nhiệm hữu hạn y học cổ truyền, sử dụng danh nghĩa người khiếm thị để hoạt động xông hơi xoa bóp. Nhưng thực tế bên trong là hoạt động mại dâm nam. Khi bị kiểm tra bất ngờ, nhân viên cơ sở này vẫn chưa kịp tẩu tán các vật dụng vừa dùng cho hoạt động mại dâm. Gần đây, các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh cũng hành động quyết liệt hơn. Nhiều cơ sở hoạt động mại dâm nam đã bị xóa sổ. Nhưng chắc chắn, giải quyết thực trạng này vẫn sẽ còn là bài toán khó trong nhiều năm tới. Chúng tôi thấy rằng đây là một vấn đề nhức nhối, một cái sự thách thức rất là lớn đối với lại các ngành chức năng, đối với cơ quan của nhà nước về công tác phòng chống mại dâm. Cho nên nó riêng cái hoạt động mại dâm nam đó, thì thực sự mà nói hiện nay thì không phải là nhiều. Nó chỉ rải rác ở một vài khu vực, một vài nơi. Nhưng mà đây là một vấn đề chúng tôi nghĩ rằng là nó, cái hiện tượng này đó, nó là một cái hệ lụy của xã hội. Nó tạo nên một cái sự băng hoại về cái đạo đức, về thuần phong mỹ tục đối với lại Việt Nam của chúng ta. Cho nên đó, là để mà giải quyết cái tình trạng này đó, chúng tôi thấy rằng là các cấp các ngành, nhất là những ngành chức năng, cần có cái sự phối hợp một cách đồng bộ và huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến quận huyện, các phường xã thị trấn, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, công tác giáo dục, làm sao đó để họ nhận thức và không để cái tình trạng mại dâm nam xảy ra hiện nay trên địa bàn. Không thể phủ nhận, mại dâm nam đang gia tăng nhanh ở các thành phố lớn, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là nhu cầu thực tế của một số ít phụ nữ và các nam thanh niên đồng tính. Còn người có nhu cầu mua sẽ còn có người bán. Và hình thức mua bán dâm nam sẽ còn phức tạp hơn với nhiều hình thức để đối phó với sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Tiếp tục với phần tin quốc tế, cuộc chiến kéo dài nhiều năm qua đã gây ra cho đất nước và người dân Iraq nhiều tổn thất lớn. Để giúp người dân Iraq phần nào giảm bớt những nỗi đau về tinh thần và thể xác, một dịch vụ điều trị miễn phí cho người khuyết tật, đặc biệt là những nạn nhân bị thương trong các vụ nổ hoặc xung đột, đang được thực hiện tại tất cả các trung tâm y tế của đất nước. Trung tâm chân tay nhân tạo Bada thành lập cách đây 31 năm, đang đón những người khuyết tật đến từ khắp các vùng của đất nước, cung cấp cho họ chân tay giả và các dịch vụ điều trị phục hồi chức năng. Jean Khadem bị mất đôi chân trong một vụ nổ ngay gần nhà từ năm 2007. Vụ việc khiến giấc mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp của cô tan thành mây khói. Sau khi được các chuyên gia tâm lý và gia đình động viên, cô quyết định lắp một đôi chân vừa vặn với mình. Và giờ đây, sau nhiều năm điều trị, cô đã có thể đi lại bình thường. Họ động viên tôi rằng tôi có thể đứng lên một lần nữa. Tôi đã điều trị tâm lý ở đây, họ đã giúp đỡ và ủng hộ tôi.
Theo các bác sĩ, việc lắp chân tay giả cho bệnh nhân thường mất thời gian một tuần. Trong những tháng qua, số lượng chân tay giả được đặt hàng đang tăng cao do ngày càng có nhiều người bị thương trong các vụ ném bom ở Iraq. Do ngày càng có nhiều vụ nổ xảy ra nên số lượng những người khuyết tật cũng tăng theo và chúng tôi phải không ngừng làm chân tay giả. Theo Bộ Y tế Iraq, hiện trên đất nước này có khoảng 3 triệu người khuyết tật. Hầu hết trong số họ đều cần chân tay giả và các dịch vụ điều trị phục hồi chức năng. Tuy nhiên, do tình hình bất ổn kéo dài, nhiều bác sĩ cũng đã bỏ việc để di cư sang các nước khác. Theo kết quả thống kê mới nhất, Tây Ban Nha vẫn đang là một trong hai nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu. Để chống chọi với cơn bão thất nghiệp, ngoài việc di cư, rất nhiều thanh niên trẻ nước này đã chọn một cách khác, đó là học lên bậc cao hơn và cố kiếm một tấm bằng để có thêm nhiều cơ hội khi nộp đơn tuyển dụng. Khi tỷ lệ thất nghiệp lên tới gần 27% và trong giới trẻ là 56,5%, chuyện kiếm việc ở Tây Ban Nha đã trở nên thực sự khó. Và để tăng khả năng cạnh tranh khi tham gia tuyển dụng, những người trẻ như Victor Atuna và Felipe Barbosa cắp sách tới những trung tâm giáo dục để tăng thêm kiến thức và hoàn thành nốt những bậc học còn dang dở của mình. Tôi có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp. Đó là lý do chính tại sao tôi không tìm được việc làm lúc này. Bởi vậy mà tôi buộc phải hoàn thành việc học tập còn dang dở của mình. Có rất nhiều công ty tuyển dụng nói rằng rất khó để nhận tôi vì tôi không có bằng cao đẳng. Tôi đi học, ít nhất thì sau này sẽ không còn công ty nào từ chối tôi vì lý do đó nữa. Trước đây khi nguồn cung việc làm ở Tây Ban Nha còn dồi dào, thì rất nhiều thanh niên như Victor và Felipe Barbosa đã bỏ dở việc học để đi làm. Tuy nhiên khi khủng hoảng tài chính xảy ra, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, những người không có trình độ chuyên môn và ít bằng cấp gần như không có cơ hội để tìm công việc khác. Đây là lý do mà hơn 20.000 lao động trình độ thấp đang miệt mài học tập ở các trung tâm giáo dục của chính phủ, tính riêng tại thủ đô Madrid. Và dù biết rằng kiếm việc là không dễ trong thời buổi người khôn của khó, nhưng với tấm bằng tốt nghiệp chuyên môn trong tay, cơ hội việc làm sẽ đến dễ dàng hơn với những người lao động. Trong những ngày này, các nhà nghiên cứu và người yêu âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới đang tập hợp với thủ đô La Paz của Bolivia để tham dự liên hoan quốc tế đàn charango, loại nhạc cụ truyền thống của quốc gia Nam Mỹ này. Charango là nhạc cụ khá giống với cây đàn guitar, nhưng có kích cỡ nhỏ hơn với độ dài khoảng 66cm và chỉ có 5 giây. Liên hoan quốc tế đàn charango năm nay diễn ra tại Viện Bảo tàng Tambo Kirkincho trong thời gian 2 tuần lễ, với nhiều hoạt động nổi bật như triển lãm, các buổi hội thảo. Bên cạnh đó, một cuộc thi dành cho những nhạc công trẻ đam mê loại đàn truyền thống này của Bolivia cũng đã được tổ chức. Charango rất phổ biến ở đất nước chúng tôi và ngày càng có nhiều tài năng mới xuất hiện. Nhờ những sự kiện như thế này, họ có cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Phần thưởng dành cho người chiến thắng trong cuộc thi là một cây đàn do nghệ nhân nổi tiếng Juan Aca chế tạo. Được biết, mỗi cây đàn charango của ông đều được làm thủ công. Nguyên liệu là gỗ lấy từ rừng mưa nhiệt đới Amazon và có giá trị khoảng 2.000 đô la Mỹ một chiếc. Đàn charango có nguồn gốc từ đàn vihuela, vốn được người Tây Ban Nha mang tới Nam Mỹ hồi thế kỷ 15, từ chỗ chỉ được dùng cho các bài hát dân ca. Đến nay, loại đàn này đã được sử dụng trong các buổi trình diễn nhạc jazz cùng nhiều nhạc cụ hiện đại khác. Thành phố Detroit được biết đến là quê hương của ngành sản xuất ô tô tại Mỹ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến ngành công nghiệp nước này xuống dốc nhanh chóng. Và giờ đây, Detroit lại đang tìm cho mình một hướng đi mới, đó là sản xuất đồng hồ và xe đạp. Phần lớn các mặt hàng tiêu dùng đang bày bán trên thị trường Mỹ đều được nhập khẩu. Vì việc thuê các nước như Trung Quốc và Ấn Độ sản xuất một số mặt hàng nhất định được cho là tiện lợi hơn tự sản xuất rất nhiều. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp địa phương ở thành phố Detroit đang tìm cho mình một hướng đi mới, vượt ra những quan niệm truyền thống và để khôi phục lại ngành sản xuất của Mỹ. Shinola, một hãng sản xuất đồng hồ, xe đạp và sản phẩm từ da của Mỹ, là một trong những doanh nghiệp luôn coi trọng các sản phẩm được sản xuất trong nước. Khi bạn muốn sản xuất một thứ gì đó ở đất nước này, thì tôi nghĩ Detroit là nơi lý tưởng để thực hiện. Chúng tôi đang ở thành phố chuyên sản xuất động cơ, chỉ có điều động cơ của chúng tôi nhỏ hơn nhiều so với các động cơ vẫn được sản xuất tại đây. Shinola ra đời từ sự hợp tác giữa hãng sản xuất Bedrock và hãng sản xuất đồng hồ Ronda của Thụy Sĩ. Công ty bắt đầu hoạt động tại trung tâm thành phố Detroit từ năm 2012 trong tòa nhà có diện tích rộng 2.787 m². Dự kiến công ty sẽ bán được 45.000 chiếc đồng hồ và 1.000 chiếc xe đạp vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy ngành sản xuất, những doanh nhân như Penis còn có hy vọng trong một tương lai gần, Detroit sẽ trở thành thủ đô của những chiếc đồng hồ Mỹ. Từ lâu, tảo xoắn spirulina được biết đến như một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có nhiều tác dụng trong chữa bệnh. Mặc dù không thể ngăn được cơn đói, nhưng loại tảo này có thể ngăn chặn được tình trạng suy dinh dưỡng, vốn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ em tại các nước đang phát triển. Với mong muốn hạn chế tình trạng trên, một nhóm học sinh ở Israel đang nỗ lực phát triển hệ thống chế biến tảo xoắn spirulina thành dạng bột để phân phát đến những quốc gia nghèo khó, trong đó có nhiều nước ở châu Phi. Tại trường trung học phổ thông Helia Hebrew ở Tel Aviv, một nhóm học sinh đang nghiên cứu hệ thống giúp tảo spirulina tăng trưởng nhanh. Loại tảo này không quá khó để nuôi trồng. Các em có thể sử dụng các chai nhựa cũ để nuôi trồng tảo, nhưng đôi lúc chúng cũng phải được chăm sóc rất cẩn thận. Ông Boris Lonikov, cố vấn kỹ thuật của đề án trên cho biết. Có thể nói khí hậu ở Israel không phù hợp cho việc nuôi trồng bất cứ loại cây gì. Vì thế chúng tôi phải áp dụng các kỹ thuật hiện đại để trồng tảo spirulina theo khí hậu ở đây. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đến cuối năm tới, các sản phẩm từ tảo spirulina của các em học sinh Israel sẽ đến với khoảng nửa triệu trẻ em bị đói ở châu Phi. Vì vậy, đây là dự án quy mô và đang thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức lớn trên thế giới. Theo các nhà khoa học, mỗi người chúng ta chỉ cần khoảng 10 gram bột tảo mỗi ngày, bởi một lượng như thế đã có thể cung cấp đầy đủ protein, các chất chống oxy hóa omega 3 cho cơ thể. Hiện các em học sinh Israel hy vọng mô hình trồng tảo của mình có thể giúp được nhiều trẻ em bị đói trên toàn cầu và mong muốn mô hình này được nhân rộng ra để chính các bạn bị đói có thể tự trồng tảo nhằm ngăn chặn tình trạng suy dinh dưỡng. Chữa bệnh bằng liệu pháp châm cứu đã xuất hiện từ rất sớm tại nhiều nước phương Đông và ngày nay nó đã được sử dụng rất rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mới đây, các chuyên gia trong lĩnh vực châm cứu ở Israel đã ứng dụng phương pháp này để điều trị cho một bệnh nhân đặc biệt, đó là chú hổ Sumatra có tên gọi là Pedang. Chú hổ Pedang 14 tuổi đang được nuôi dưỡng ở vườn thú Safari phía đông Tel Aviv của Israel. Pedang bị bệnh viêm tai mãn tính. Cứ vài tháng, các nhân viên vườn thú Safari lại gây mê cho Pedang để có thể vệ sinh tai cho nó. Tuy nhiên, mới đây họ đã quyết định áp dụng phương pháp châm cứu để điều trị bệnh viêm tai cho Pedang, sau khi các phương pháp thông thường khác không thể điều trị dứt hẳn căn bệnh này. Chúng tôi muốn áp dụng thử liệu pháp châm cứu để điều trị viêm tai cho Pedang, xem hiệu quả đạt được đến đâu. Thực tế trước đây chúng tôi đã từng thử nhiều phương pháp khác nhau, nhưng bệnh của Pedang không mấy thuyên giảm. Chúng tôi đang rất kỳ vọng vào phương pháp mới này. Mo Mosinzen vốn là một chuyên gia trong lĩnh vực điều trị không dùng thuốc ở động vật. Cô cho biết phương pháp châm cứu đã được thực hiện trên nhiều loại động vật nuôi như mèo, chó, ngựa hay bò. Song đối với các loài động vật hoang dã, chẳng hạn như hổ, phương pháp này sẽ khó thực hiện hơn rất nhiều do các chuyên gia khó có thể tiếp cận được chúng. Chụp X-quang là kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh cho con người. Tuy nhiên, đối với bác sĩ người Mỹ Paula Fontaine thì đây cũng là một hình thức sáng tạo nghệ thuật. Phòng mạch của bác sĩ Paula Fontaine ở thành phố Westminster, bang Massachusetts cũng là nơi tạo ra các bức ảnh nghệ thuật, đồ trang sức từ những hình ảnh được máy chụp X-quang ghi lại. Tuy nhiên, khác với phim X-quang chỉ có hai màu đen trắng, các tác phẩm này còn có nhiều màu sắc sinh động. Chúng tôi chụp X-quang nhiều vật thể khác nhau như bóng đèn, vỏ sò và con rùa, rồi xử lý trên máy tính để biến chúng thành các tác phẩm nghệ thuật, những hình ảnh đặc biệt mà khách hàng không thể thấy được bằng mắt hay camera thông thường. Từ năm 2011, bà Fontaine cùng với cộng sự là chuyên gia máy tính Joe Moisan đã bắt đầu kinh doanh các sản phẩm độc đáo trên. Để hoàn thành một sản phẩm, hình ảnh về vật thể từ máy chụp X-quang sẽ được chuyển sang máy tính để anh Moisan thêm màu sắc. Hiện nay, ngoài phòng mạch của mình, bà Fontaine còn trưng bày các tác phẩm nghệ thuật X-quang ở nhiều cuộc triển lãm cũng như giới thiệu trên website. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày 5 tháng 7 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.